Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ giới thiệu quý vị đó chính là top 5 mẫu nhà mái Nhật đẹp nhất của tháng 1 2023. Hy vọng là quý vị có thể lựa chọn một mẫu nhà mà mình yêu thích nhé. Tôi đã sử dụng Mắt Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Home. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Home đẳng cấp vượt trội. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến vị trí thứ 5 trong top 5 chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của chú Lê Văn Xuân ở Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước. Và với công trình của nhà chú Xuân thì quý vị có thể thấy đầu tiên đó chính là cái vẻ ngoài công trình này, thì đây là một những cái mẫu nhà mà An đã luôn giới thiệu là cái mẫu nhà quốc dân của Mắt Home, đúng không nào? Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng, và cụ thể luôn đó chính là màu sắc công trình này là cái tông màu cũng rất là được quý vị ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Đó chính là quý vị thấy là phần mái bên trên thì chúng tôi sẽ lợp màu xanh ghi, còn phần tường sơn thì sẽ kết hợp có màu trắng, có thêm màu ghi của gạch Việt Nhật. Và bên cạnh đó thì còn có xuất hiện thêm một gam màu nữa. Nếu quý vị để ý sẽ thấy là chúng ta sẽ ốp thêm gạch Việt Nhật nhưng không phải màu ghi mà là màu vàng nhạt quý vị nhé. Đây cũng là cái tông màu nó khá là lạ mắt, đúng không nào? Thông thường khi mà chúng ta chọn gạch Việt Nhật màu ghi thì cũng đã thấy nhan nhản rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn màu vàng nhạt thì nó sẽ là điểm nhấn cho công trình của quý vị. Và với tông màu vàng ở đây thì cái điều anh thích đó chính là cái màu vàng nó hơi kem kem, nó hơi nhạt nhạt, chứ nó không phải là màu vàng quá sáng, màu vàng chanh. Đây cũng là lưu ý cho quý vị. Đôi khi em biết là gia chủ muốn ở nhà mình nổi bật thì chúng ta lựa chọn cái gam màu, ví dụ là màu vàng, màu đỏ, màu cam chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta nên cân nhắc lựa chọn cái tông màu là nó chỉ nên là cái tông nhạt của quý vị. Bởi vì khi mà nó quá đậm á thì nhìn vào ngôi nhà chúng ta nó sẽ gọi là không có được đẹp lắm. Chưa kể là những cái ngày mà trời nắng quá thì nhìn nó rất là bị chói. Cho nên chúng ta lựa chọn cái gam màu nó hơi kem, hơi pastel, nhẹ nhẹ thôi thì nhìn nó lại thẩm mỹ hơn. Với công trình này thì em nghĩ là một điểm cộng nữa đó chính là ví dụ là cái phần cột trụ ở đây thì chúng tôi sẽ ốp granite. Tuy nhiên quý vị thấy là cái chân ở bên dưới thì chúng tôi sẽ ốp granite màu đen, còn ở bên trên lại là granite màu trắng, nó có một sự đối lập nhẹ nè. Rồi ngoài ra là những cái khu vực mảng xanh hoặc là cái phần ngay tiểu sảnh của công trình thì quý vị cũng có thể thấy là chúng tôi cũng ốp granite luôn, mặt đen cổ màu ghi để mà chúng ta di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Và với công trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong xem qua mặt bằng nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 17,55m, chiều rộng là 9,45m. Về công năng thì tầng 1 tôi bố trí là có phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến vị trí thứ 4 trong top 5 chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của anh Lê Tức Duy ở Lạng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh. Với mẫu nhà của anh Duy ở đây thì quý vị sẽ thấy ngay có sự khác biệt so với ngôi nhà trước, đó là gì ạ? Đó chính là công trình của nhà anh Duy thì đầu tiên là nó sẽ là một công trình theo phong cách tân cổ điển chứ không phải là hiện đại nữa. Và thứ hai là đây là nhà 3 tầng chứ không phải là 2 tầng quý vị nhé. Và một thứ ba đó chính là gam màu. Nếu ngôi nhà trước thì đúng là nó cũng xuất hiện gam màu vàng nhạt, nhưng mà nó chỉ là chi tiết điểm nhấn thôi. Còn với công trình này thì những cái tông màu nóng, ví dụ là màu đỏ hay màu vàng, nó lại là cái gam màu chủ đạo quý vị nhé. Cho nên chúng ta thấy đầu tiên cái phần mái ngói bên trên thì chúng tôi sẽ lợp mái Nhật và sẽ là màu đỏ. Đây là cái gam màu mà trước đây rất phổ biến cho những căn nhà luôn. Ví dụ trước đây em nói rồi, khi mà chúng ta đi học đó quý vị, lúc nào chúng ta nhắc đến cái mái như của nhà là chúng ta cũng đều sơn màu đỏ hết. Thì bây giờ tuy là ngói màu đỏ nó không có được xuất hiện nhiều nữa, nhưng cũng sẽ còn một số gia chủ yêu thích. Đặc biệt là nếu quý vị là mệnh hỏa thì cũng rất là hợp với màu đỏ luôn quý vị nhé.
Còn về màu vàng thì ở đây chúng tôi sẽ sơn giả đá. Cụ thể là chúng tôi sẽ sơn màu vàng hổ phách, tức là cái màu vàng nó hơi ngã về cái màu nâu một chút xíu, chứ nó không hẳn là vàng sáng ha. Cho nên là nhìn nó cũng rất là sang trọng. Rồi những chi tiết tân cổ điển của ngôi nhà quý vị có thể thấy, đó chính là cái phần ban công bán nguyệt nè, rồi thức cột ở đây, thức cột Doric nhé. Rồi cái trụ là trụ tròn này, có những cái thức cột cũng trụ vuông. Ngoài ra thì công trình này có thêm một điểm cộng nữa là cái thiết kế chòi nghỉ cạnh bên của công trình chính. Khi chúng ta thiết kế thêm cái chòi nghỉ như này thì nó sẽ làm giúp cho công trình nhìn nó hoàn hảo hơn, cũng như là nhìn ngôi nhà của chúng ta nó sẽ được nổi bật hơn. Tiểu sảnh mảng xanh thì cũng được sử dụng rất là nhiều của công trình đó quý vị. Ở trên tầng 3 cũng có, tầng 2 cũng có, hay là bên dưới tầng 1 cũng có luôn. Rất là nhiều cây xanh, thì đây cũng chính là ưu điểm của công trình này. Ngoài ra thì nếu quý vị quan sát kỹ sẽ thấy là ở ngay khu vực sảnh chính của công trình, hai bên tam cấp thì chúng tôi sẽ làm một cái lan can. Ở đây lan can sẽ được làm những con tiện là bê tông. Với cái lan can bê tông thế này thì nó gợi ta đến ví dụ những cái thiết kế của lâu đài lúc trước đúng không nè. Nó cũng có những cái phần tay vịn như thế, cho nên là nhìn vào nhìn nó rất là rõ cái sự sang trọng phong cách tân cổ điển luôn ạ. Còn tiến vào bên trong của căn nhà anh Duy thì chúng ta sẽ đọc về mặt bằng nhé. Công trình sẽ có chiều dài 13,46m, chiều rộng là 12,4m. Về công năng, tôi sẽ bố trí là phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh bên dưới tầng 1. Tiến lên tầng 2, chúng tôi sẽ bố trí là phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nữa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến vị trí thứ 3, top 5 chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Văn Hưng ở Uy Vũ, Đông Anh, Hà Nội. Với ngôi nhà của anh Hưng ở đây thì có một cái điểm khác biệt rõ ràng nhất với hai căn trước, đó chính là về màu sắc. Công trình này thì trở lại với phong cách hiện đại, tuy nhiên màu sắc lựa chọn ở đây sẽ không phải là màu đỏ, không phải màu vàng, không phải màu xanh, mà sẽ là tông màu nâu cà phê. Đây cũng là cái tông màu hiện tại rất là hot và được ưa chuộng trên thị trường, bên cạnh tông màu xanh hoặc màu ghi. Bởi vì nâu cà phê là cái màu có thể là không quá chói, không quá nổi bật, nhưng mà càng nhìn sẽ càng thấy đẹp. Nó như một ly cà phê quý vị uống vào, ở lúc đầu chúng ta không có ấn tượng lắm, nhưng mà nó thấm dần thì nó sẽ thấy rất là ngon đúng không nào. Thì ví dụ màu nâu cà phê cũng vậy, nó sẽ để càng lâu chúng ta càng nhìn nó càng thấy đẹp thôi. Và về vật liệu ốp lát thì chúng tôi sẽ ốp về gạch Việt Nhật nè, ốp đá chẻ nè. Ngoài ra chúng tôi ốp gỗ nhựa Conwood ở một số khu vực công trình. Khi mà gỗ nhựa ốp ở đây thì cái tông màu nó sẽ là màu vàng sáng, nó hơi khác biệt với cái tông màu nâu một chút xíu, cho nên là tạo nên một cái sự gọi là thú vị hơn. Ví dụ mà ta lựa chọn cái tông gỗ mà nó cũng tẹp tẹp với tông màu nâu luôn thì nhìn nó hơi chán đúng không nè. Cho nên là đây cũng là thiết kế ăn thích. Rồi có một cái dàn hoa nhỏ nhỏ ở phần ban công nè. Rồi cái lan can ở đây thì cũng có khu vực chúng tôi làm lan can kính cường lực nhé. Hệ thống cửa thì ngoại trừ cửa chính là cửa gỗ, cái màu nâu cũng giống như là thiết kế chung, thì còn lại chúng tôi đều sử dụng là cửa nhôm hệ kính. Với cửa nhôm hệ kính thì sẽ lấy ánh sáng và sinh khí ở bên trong một cách tối đa. Công trình này thì có một ưu điểm nữa, đó chính là quý vị có thể thấy là cũng có mảng xanh nè. Rồi cái phần sảnh chính của công trình ha, thì chúng tôi sẽ làm granite và có màu nâu vân mây luôn. Cho nên là cái tông nâu nhưng mà nó cũng lại cái tông nâu cảm giác nó khác, cho nên là công trình nhìn rất là thú vị. Tiến vào bên trong của căn nhà anh Hưng, em sẽ đọc đến đó chính là mặt bằng. Quý vị sẽ thấy là tầng 1 chúng tôi sẽ có là chiều dài là 17,75m, chiều rộng là 9,02m. Công năng chúng tôi sẽ bố trí phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, một phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Tiến lên trên tầng 2, chúng tôi sẽ bố trí là một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nữa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến vị trí thứ 2 trong top 5 tại ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của chú Lê Đăng Sơn ở Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Với mẫu nhà của chú Sơn thì đầu tiên quý vị có thể thấy là đây là mẫu nhà vườn một tầng đầu tiên được xuất hiện luôn. Tức là từ nãy giờ chúng ta thấy top 3 đều là nhà 2 hoặc 3 tầng, thì đây lại là một căn nhà vườn một tầng. Thì nhà vườn một tầng nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó, không phải là cứ càng cao là càng đẹp quý vị ha, cho nên nó tùy theo sở thích của từng gia đình thôi. Có những gia đình người ta thích nhà mình phải 2-3 tầng, nhưng có những gia đình người ta không có cái nhu cầu đó, thì người ta hoàn toàn có thể xây dựng một căn nhà vườn một tầng. Nhà vườn một tầng này cũng có những ưu điểm nhất định, ví dụ là không có cầu thang thì chúng ta tránh được cái thời gian phải đi lên đi di chuyển xuống cầu thang, chưa kể là nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ em thì nó cũng an toàn hơn. Bên cạnh đó, nhà vườn một tầng bởi vì cái chiều cao nó không có quá cao, cho nên là nó sẽ gọi là lấy sinh khí, cũng như là nếu mà chúng ta làm một cái khu vườn xung quanh á, thì cái việc trao đổi khí của cây xanh nó cũng thuận tiện hơn, tức là chúng ta ở trong nhà cũng cảm giác mát mẻ hơn quý vị.
Còn với riêng công trình này thì quý vị sẽ thấy là cái vẻ đẹp của nó nằm ở sự kết hợp màu sắc. Ở công trình này thì cũng khá tương đồng với công trình đầu tiên, quý vị sẽ là kết hợp 3 tông màu luôn. Ví dụ là màu lạnh của phần mái nè, rồi màu trung tính của những phần tường sơn hoặc là vật gạch ốp lát. Còn màu nóng là sẽ cái tông màu kem chúng tôi sẽ sơn ở một phần công trình. Những quý vị thắc mắc, ồ tại sao không sơn màu lạnh luôn mà chuyển màu nóng làm gì? Cái điều này tùy thuộc vào sở thích thôi. Có những căn nhà muốn nghiêng hẳn là về màu lạnh, có những căn nhà nghiêng hẳn về màu nóng. Cũng có những căn nhà giống căn nhà chủ sơn ở đây sẽ kết hợp 3 tông màu để tạo nên cái cảm giác nó cân bằng hơn quý vị nhé. Ở đây thì tiểu sảnh mảng xanh cũng được xử lý rất nhiều, ví dụ là mặt tiền công trình hoặc mặt bên công trình, quý vị thấy có những cái tiểu sảnh nè. Tuy nhiên đây là ảnh vẽ 3D thôi, chứ ngoài đời em nghĩ là nếu mà chúng ta đã làm một cái nhà vườn thì quý vị càng nên trồng thêm nhiều loại cây nữa để cho nó có che bóng mát là một, và thứ hai để gọi là nhà vườn thì phải có vườn đúng không nè. Chúng ta nên ươm trồng để giúp cho căn nhà chúng ta sẽ luôn cảm giác mát mẻ và thông thoáng. Ở đây thì tam cốc sẽ thiết kế 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Vật liệu ốp lát thì chúng tôi vẫn ốp granite nhé. Tiếng ở bên trong của căn nhà chú sơn thì em sẽ đọc ở đây, đó chính là mặt bằng nội thất nè. Quý vị thấy là chiều dài công trình là 19,06m, chiều rộng là 11,26m. Công năng sẽ có phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh quý vị nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân trong top 5 tại ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của anh Phạm Phước Lự ở tổ 6 Hậu Cần, Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Với mẫu nhà của anh Lự thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là công trình này sẽ theo phong cách gì ạ? Phong cách tân cổ điển, rất là thanh lịch và sang trọng. Phần mái bên trên thì chúng tôi sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh ghi. Vì sao cái công trình này em lại thích và em lựa chọn nó vị trí quán quân? Thứ nhất là tuy nó theo phong cách tân cổ điển nhưng quý vị thấy là nó vừa phải, không có quá nhiều chi tiết rườm rà trang trí. Cho nên là công trình tuy là tân cổ điển nhưng mà rất là mang cái hơi thở của thời đại, đây là điều em thích. Thứ hai là quý vị thấy là cái thiết kế rất là thanh lịch, nhìn sang trọng nhưng mà vừa phải ha, không có bị gọi là quá đà. Màu sắc thì cũng đơn giản thôi, chúng tôi sẽ sơn ở bên dưới 100% là màu trắng. Rồi còn cái những cái lan can được làm lan can là thép và quý vị thấy được sơn tĩnh điện nè. Và chúng tôi sẽ thiết kế nó sẽ có những cái đường cong thì rất đặc trưng cho phong cách tân cổ điển luôn ạ. Ở phía bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có những cái kiến trúc vờm cũng như là tiếp ở bên dưới chân tường luôn thì chúng ta cũng sẽ ốp gạch trang trí có màu ghi. Với công trình này thì em nghĩ là hệ thống cửa cũng đáng là chúng ta phải nói đến. Thường ta thấy là nhà tân cổ thì người ta đôi khi sẽ thích cửa gỗ, nhưng mà không. Công trình này 100% tôi đều sử dụng cửa nhôm hệ kính hết để mà lấy sinh khí ở bên trong một cách tối đa. Cho nên chắc chắn rằng sinh hoạt bên trong căn nhà này cảm giác rất là mát luôn quý vị nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng của công trình nhà anh Lự. Đầu tiên mặt bằng nội thất tầng 1 thì chúng ta sẽ thấy là ngôi nhà có chiều dài 15,8m, chiều rộng 7,9m. Công năng sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2 chúng tôi bố trí là phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh nhé. Và đây những em vừa giới thiệu quý vị về top 5 mẫu nhà mái Nhật đẹp nhất của tháng 1 2023. Hy vọng là quý vị có thể lựa chọn mẫu nhà mình yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngại liên hệ ngay Mark Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ nhật em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết. Chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn Sơn Mark Home.